Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Basic Grammar của Anh Ngữ Jim. Trong video trước chúng ta đã tìm hiểu về thì tương lai đơn và hôm nay chúng ta sẽ đến với cách dùng, cấu trúc cũng như dấu hiệu nhận biết của thì tương lai tiếp diễn nhé. Thì tương lai tiếp diễn có lẽ không phải là một thì thông dụng với người học tiếng Anh ở Việt Nam. Lý do chủ yếu là do thì này không có dạng tương tự trong tiếng Việt. Tuy nhiên, trong tiếng Anh thì này lại khá là thông dụng với nhiều cách sử dụng khác nhau. Cách đầu tiên của thì tương lai tiếp diễn là để diễn tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Hành động này thường là kết quả của một dự định hoặc là sắp xếp từ trước. Ví dụ, this time next week, I will be flying to New York City. Tức là giờ này tuần sau là tôi đang bay đến New York rồi. Tiếp theo, thì này cũng được dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra trong tương lai thì một hành động khác xảy đến hay là xen vào. Ví dụ, I'll be working when you land tomorrow. Tôi sẽ đang làm việc trong lúc cậu đáp máy bay vào ngày mai. Trong ví dụ trên thì hành động xen vào sẽ được chia ở thì hiện tại đơn, còn hành động đang diễn ra trong tương lai sẽ chia ở thì tương lai tiếp diễn. Không chỉ vậy, một hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trong một quãng thời gian ở tương lai thì cũng sẽ được diễn tả bằng thì tương lai tiếp diễn. Ví dụ, I can't go with you this Friday. I'll be studying at school all day. Tức là tôi không thể đi với cậu thứ sáu này, tôi sẽ học ở trường cả ngày. Thì này còn được dùng để diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai như một phần trong thời gian biểu hay là lịch trình thông thường. Ví dụ, the ship will be arriving at the harbor at 6 p.m. tomorrow. Tức là tàu sẽ cập bến ở cảng vào 6 giờ chiều mai. Thì tương lai tiếp diễn thì cũng được dùng để đưa ra dự đoán về một hành động có thể đang diễn ra ở hiện tại. Ví dụ, I think she will not be coming here anymore. Tôi nghĩ là cô ấy không đến đây nữa đâu. Ngoài ra, thì này được dùng với cấu trúc nghi vấn để hỏi một cách lịch sự dự định trong tương lai của một người nào đó. Ví dụ, will you be joining the party tomorrow? Bạn có tham gia bữa tiệc ngày mai không? Cuối cùng, thì này sẽ được dùng với still để diễn tả hành động đang xảy ra ở hiện tại và được mong đợi sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian ở tương lai. Ví dụ, next year, will we still be having this much fun? Tức là năm sau liệu chúng ta còn vui vẻ như thế này nữa không? Vậy là ta đã hiểu được cách dùng của thì tương lai tiếp diễn. Giờ chuyển qua phần cấu trúc nhé. Ở câu khẳng định thì ta sẽ có cấu trúc chủ ngữ cộng will cộng be cộng verb in. Trong đó thì will be có thể được viết tắt như sau. Ví dụ, she'll be running to the concert after work. Tức là cô ấy sẽ chạy đến hòa nhạc sau giờ làm. Ở dạng phủ định thì ta có cấu trúc chủ ngữ cộng will not cộng be cộng verb in. Trong đó thì will not có thể viết tắt là won't nhá. Ví dụ, the boss won't be going to the office next Monday. Tức là sếp sẽ không đến văn phòng vào thứ hai tuần sau. Sang đến câu nghi vấn, ta sẽ có hai loại là câu hỏi yes no và câu hỏi thông tin. Với câu hỏi yes no, trả lời có hoặc không thì ta chỉ cần đảo will lên đầu. Cấu trúc sẽ là will cộng chủ ngữ cộng be cộng verb in. Ví dụ, will you be having lunch there? Bạn sẽ ăn trưa ở đó chứ? Còn cấu trúc câu hỏi thông tin sẽ như sau. Từ để hỏi cộng will cộng chủ ngữ cộng be cộng verb in. Ví dụ, what will you be learning at 10 o'clock tomorrow? Tức là bạn sẽ học gì lúc 10 giờ ngày mai? Ngoài ra, shall cũng có thể dùng thay will trong các cấu trúc trên, nhưng chỉ có thể được dùng cho các đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất như là I hay là we. Và ngoài ra thì cách dùng này cũng sẽ không được phổ biến như will nhé. Cuối cùng, sau khi đã nắm được các cấu trúc, ta sẽ cần biết một số dấu hiệu nhận biết cho thì tương lai tiếp diễn. Ta sẽ có một số trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai như sau. At cộng this time hay là this moment cộng với thời gian tương lai là vào thời điểm này trong tương lai, hay là at cộng với giờ cụ thể trong tương lai. Ngoài ra, chúng ta còn có in cộng thời gian hay là in cộng thời gian cộng sở hữu cách cộng time, tức là trong bao lâu nữa. Ví dụ, in 2 years time, I will be moving to Canada with my family. Tức là trong 2 năm nữa thì tôi sẽ chuyển đến Canada cùng gia đình. Ngoài ra, ta còn có cụm all day hay là all night, tức là suốt cả ngày, cả đêm. Hoặc ta cũng có thể dựa vào mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai là when cộng với mệnh đề ở thì hiện tại đơn. Ví dụ, when you arrive here, I will be having dinner with my family. Tức là khi bạn đến đây thì tôi sẽ đang ăn bữa tối cùng gia đình. Vậy là trong video này chúng ta đã nắm được cách dùng thì tương lai tiếp diễn. Nếu thích video này thì các bạn đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Jim và ấn nút chuông để không bỏ lỡ các video sau trong series Basic Grammar của Anh Ngữ Jim nhé. See you soon!